Linh Di và anh Hồng Phan xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tech TV. Và anh Hồng biết không là em á, thì em rất là thích nghe coi listen to music và music streaming, that's you know my thing. So em biết là Sony và Universal và EMI có ra một cái website nó gọi là Vivo. So what is the point of having that website? Mọi chuyện là vì tiền mà ra thôi ha. Thì trên YouTube đó, những cái mà video mà người ta coi nhiều nhất, thực ra người ta biết đó là Google cũng biết, tại Google là chủ của YouTube, là những cái music video là họ coi nhiều nhất đó. Thành ra nếu mà để trên YouTube đó, thì họ thấy quảng cáo nó quá ít đi, mà nó không có lại là một cái chỗ mà người ta, một cái chỗ riêng biệt người ta tới, chẳng hạn như là cái MTV hồi xưa, người ta tới đó là chỉ nghe nhạc thôi. Mà YouTube thì coi cái gì cũng có hết. Dạ đúng, nhưng mà YouTube em thấy là cái setback của nó là em chỉ coi được những cái video nó cứ 10 phút rồi nó cắt một cái. Đúng rồi, nó không có cái là những cái bản nhạc hoặc là những cái content chính của những cái hãng nó ra. Thành ra đó nhiều khi coi mà cũng không có vừa lòng lắm. Thì bây giờ YouTube nè, Sony hay là EMI thì họ mới góp lại nói thôi, thì họ làm ra một cái website mới, thành ra nó tên là Vivo ha. Thì khi vô đó thì mình có thể là coi tất cả những cái music video nào cũng được, nếu mà quý vị đi vô cái music streaming thôi. Còn nếu quý vị nào mà muốn download cái video đó xuống xuống trên cái máy coi, tại vì đi lên máy bay hoặc là những cái chỗ mà mình coi không được, tôi nghĩ là Vivo nó không có available, có nghĩa là không có thể chạy được trên những cái xứ khác ngoài xứ Mỹ. Thì chỉ cái nước Mỹ coi được. Khi mà mình đi du lịch qua nước khác thì nếu mà tiện đó thì download tải nó xuống, thì đi vô cái blog của Tech TV thì anh em chúng tôi sẽ cắt nghĩa làm sao mà tải cái đó xuống được. Mà cho quý vị nào mà thích music, có nghĩa là nhạc tiếng Việt Nam á, thì quý vị có thể vô nó gọi là chacha.vietnam đúng không anh? Đúng rồi, cái Vivo đó là toàn là music video thôi. Còn nếu mà muốn nghe những có nhiều Thúy Nga hoặc là những cái nhạc Việt Nam khác video thì cũng còn nằm ở trên YouTube. Còn nếu mà như là Lindsay nói đó, nếu mà chỉ nhiều khi mình nghe nhạc, mình chỉ muốn nghe nhạc thôi, nghe là cái audio đó, muốn streaming thôi mà mình không cần coi video, tại vì mình phải làm đang học hay là cái gì đó, thì có thể vô những cái đài mà tôi thấy có nhiều nhạc Việt Nam, đó là imim.com hay là chacha.vn. thì có những cái nhạc, tại vì cái chacha đó nó nằm ở Việt Nam, thì nó có nhiều cái những cái bản nhạc mới mà tôi cũng không biết tới nữa, tại nó mới quá. Còn imim thì hầu như là nó có tất cả, mà gần đây thì imim bị MySpace mua lại rồi. Nhưng mà những cái đó rất là nhiều cái site khác để mà mình nghe music streaming, nghĩa là tiếng Việt Nam. Thành ra nếu mà cứ ở trên mạng thì tha hồ có thể nghe những cái nhạc cái đó, mà anh em chúng tôi cũng muốn là quý vị có nghe thì nghe để mà nghe thử có hay hay không. Còn nếu mà thấy hay đó thì nên ủng hộ những nghệ sĩ, ca sĩ đi ra tiệm mua những CD cho những người đó, thì khi mà mình mua của họ thì họ sẽ làm thêm nhạc cho mình, chứ không nếu mà mình cứ download hoặc là không mua, hoặc là cứ nghe mà không mua thì mình chắc tương lai cũng không có nhạc để mà nghe. Dạ đúng. Tức nghĩa là bây giờ là mình đang có cái tệ nạn gọi là nó là sang băng lậu hoặc là sang CD lậu. Thì quý vị cũng biết là những người nghệ sĩ, những người ca sĩ đã bỏ hết những cái tâm hồn, những cái tâm tư của người ta để làm một cái sản phẩm để cống hiến cho quý vị. Thì hy vọng rằng quý vị cũng thương những cái nghệ thuật người nghệ sĩ đã mang đến cho quý vị bằng cách là mua băng thật. Ok, sau khi anh em chúng tôi trở lại chương trình thì anh em chúng tôi sẽ nói thêm nhiều tiết mục công nghệ khác. Xin hẹn gặp lại quý vị.